chưa? thấy trong lòng sao? Thấy trong lòng sao? Hồi hộp à? Đừng cười nha, cười người ta nói ấy đó, cười đó là cô Út nói là ghẹo đó, nên mình nghiêm chỉnh vô nha. Vô thì em nói làm sao, em thử nói cho anh nghe câu kìa. Vô gặp thì em nói làm sao, khi gặp cô Út là em nói làm sao, chào hỏi rồi nói làm sao ấy. Anh chào em. Rồi sao nữa chứ, nói à, liền em rồi. Anh có ít quà ở ngoài quê đem vô biểu em. Rồi hoa nữa anh chứ. Một bó hoa nữa tặng cho em. À, tặng cho em. Rồi lột một cái bánh ra nha, có nghĩa là vô xong rồi lột một cái bánh ra, rồi lột một cái bánh ra rồi mời, đúng rồi, mời, nói là mời em ăn lấy thảo với anh ha, bánh này là đặc sản của quê anh này nọ ha, anh chỉ nói tới đó thôi đó, chứ còn vô trong đó là vô trong đó là anh không có nói được đâu nha, anh nói ở đây thôi chứ còn vô trong đó là tự em chứ anh không có nói đâu, không, anh không có nhắc đâu, nhắc á là người ta nói là tại ông vị ông nhắc nha, anh chỉ nhắc chỗ này thôi nha. Rồi, ok, đi vô. Bà xã em đi trước đi, mình không biết đường. Rồi, vô đây. Em kêu cô Út kìa. Cô Út ơi. Cô Út ơi. Có khách nè, khách quý nè. À, anh giới thiệu chút xíu ha, chờ anh đứng Út đứng bên đây cho nó đỡ ấy nè, đỡ nắng nè. Anh giới thiệu xíu, đây là Minh nè, hôm bữa là có gặp nhau ở trong Zalo đó. Biết Út nhìn quen mặt phải không? Dạ. Có gặp nhau vô, còn đây là cô Út thì đương nhiên là Minh. Nhưng mà em nhớ bữa đó anh mập hơn bây giờ, mà ở ngoài nhìn thấy nó ốm. À, ở ngoài nhìn ốm hơn ha. Dạ. Cũng đi làm. Vậy hả? Em ốm mà anh cũng ốm. Giờ em mới gọi là xứng đôi. Rồi đi vô ha. Rồi sầu riêng nè, chuối nè. Mời quý vị ăn bánh ít nha. Hôm qua ăn rồi nay ăn nữa. Quang rồi đang ăn nữa. Anh vô rồi. Anh vô ngày hôm qua. Anh đi với ai? Có mình. Đi xe từ Quảng à? Rồi đi xe từ Quảng vô. Hôm qua là anh đi xe đét nè. Qua đi xe đét. Dạ. Thì lúc này anh làm gì? Cũng đi cưa cây, phụ cưa cây với người ta. Cưa chàm với cưa cu su á. Vậy hả? Dạ, ở nhà anh Minh thứ mấy? Thứ hai. Vậy hả? Được mấy anh em à? Bốn người, còn bốn người nữa. Vậy hả? Rồi ba mẹ? Giờ còn mẹ, ba mất rồi. Về, trước khi trở về thì ba mất rồi. Vậy hả? Vậy anh ở với mẹ với ai nữa? Với em, mấy em. Vậy hả? Vậy. Về thì giờ ba mẹ thì không hả? Ba thì đi rồi, ba không còn nữa. Dạ, em anh Minh làm cái gì? Ba đứa thì nó làm đứa ngân hàng, đứa làm nhà báo, đứa làm tóc, đứa nữa là làm công ty hợp đồng. Dạ, còn anh Minh làm gì? Làm cây, đi làm cây. Cái đó một tháng được nhiều tiền không anh, hay là riêng ngày, của anh? Một ngày chỉ có 400 ngàn. Dạ, cũng được. Ở đây em muốn làm ngày cũng 350 rồi. Nãy em tưởng giống cái thuốc mà Nam mà uống đó. Giống thuốc 8. Giống thuốc dạ, giống thuốc viêm xoang. Cái thuốc này chị nhất á, tại em nghĩ anh thấy em nhất á. À uống. Ai về đâu cái mục tiêu. Em cũng đâu biết tiêu vậy đâu. Dạ. Em tưởng, cũng tưởng có thường bạn cho tiêu nhiều lắm nhưng mà nó đen á. Wow. À, anh Minh, em chắc là điên hết vậy. Ở gì em đang quá trời ha. Quá trời. Ừ. Dạ. Lại đỡ, lại đỡ. Hôm nay có quá trời. Cái này đúng là phải có cái xe rùa ha, mình xài cái xe rùa đẩy. Dạ. Ừ. Nó giường em nó hơi xa với này quá. Ừ.
Thơm ha. Chính rồi. Em cắt mà nó rụng nó kìa. Cái này là mình cắt chứ không phải nó rụng thôi. Mới vừa cắt rồi. Nhưng mà nó già quá rồi đó. Mai mốt ở đây phủ cổ Út luôn nha. Anh biết chiều cây không anh Minh? Có. Có biết leo cây hả? Biết không? Biết. Lá này chín rồi. Cái này giống này là giống gì Út hả? Dạ, Thái à. À, giống Thái hả? Dạ. Rồi, đâu đâu cũng sầu riêng, đâu đâu cũng sầu riêng. Dạ, Minh nó mời bánh. Đây là Minh ở Bình Thuận. Ăn thử cái bánh bánh ít Bình Thuận. Bánh ít gì? Bánh ít lá gai. Bánh ít lá gai ngon lắm. Bình Thuận. Cái này là ở nhà mẹ làm hay làm mua? Ở ngoài đó mình đặt, mình đi đặt người ta. Mình đặt. Họ làm thì chưa. Dạ, ăn thử đi chị, ăn thử cá đi. Nghe nói vậy. Dạ. Thôi vừa ăn vừa làm đi. Dạ. Thưa quý vị, là hôm nay cô Út cho mình đi xuồng. Rồi em lên đi, em bà xã lên trước đi. Minh ngồi giữa đi Minh, anh ngồi đầu này cũng được. Rồi em lên ngồi giữa đi, ngồi ngay chỗ cô Út á. Rồi rồi Minh xuống luôn đi em. Không à, cho Minh ngồi đó, anh ngồi phía trước này, anh quay phim cho vui. Anh Minh ngồi cùng bà xã anh á. Rồi thưa quý vị, ủa thì Út đi đường nào có đi được không? Rồi ok. Rồi, thưa quý vị, có cần cái xào nữa cho bà xã anh chống hoặc là Minh chống không? Rồi Minh chống với cô Út luôn đi. À, kiếm cái xào nữa để thì ấy. Phải hai người chống. Lâu lâu Minh đi về miền Tây cho Minh thưởng thức cái cảnh sông nước chút xíu. Mình biết chống không? Chắc cũng lần đầu tiên hết Minh hả? Cái này là gọi là chống cũng phải ấy nha, chống cũng phải đều nha. À, vui chưa? Cái cây này còn chừng sáng đậu gì? Chống nó ấy bên này đi. Em mấy bên kia, anh bên đây hả? Bên nào? Hello, xin chào cả nhà thân mến. Đang đang bơi ở dưới nước. Thấy rồi, anh thấy rồi. Quá trời đất mít rồi. Đẩy xuống đi anh. Nói chuyện. Anh trúng đầu. Có chừng trúng đầu anh nha Minh nha. Em thấy vậy đó, em thấy chắc hồi cũng có. Giống như hồi thời mình học sinh đó anh nghĩ. Đi mía thì chưa đâu có gốc. Đi bẻ mía hả? Bây giờ cũng hái khá là nhiều rồi, nó cũng hơi trụi bớt rồi Út ha. Còn Tết còn không em? Cái này rồi nhỏ. Tết cũng còn ít em ha. Thì chắc tôi
cục mớ để cho sư chú dùng. Để sư chú sầu riêng chín cây ở đó, nó còn nó dai vậy đó. Ừ, để bên nào. Rồi, tới đây được rồi. Mình lấy đây lượm chín cây chị. Rồi, lên đây lượm mấy trái đi. Sáng em lượm bỏ đằng cái vỏ cho chưa đi kịp. Rồi, lên đây. Rồi, lên đi. Không cần đâu. Ai à. Rồi. Rồi nắm tay cô Út. Đúng rồi. Lâu lâu để đỡ đần cô Út. Tối cô Út hay ra nằm đây nè. À, trái này còn, cây này còn nhiều nè ha. Thách thức à? Thôi đừng nếu không có quen thôi đừng leo lỡ có chuyện gì mất công. Được không hả? Anh lấy cây được không? Ồ cây này còn nhiều quá em ha. Cái này còn nhiều mà trái còn bự ha. Cô chú. Ừ. Wow, cây này đúng là còn nhiều thiệt la ơi. Anh thích sầu riêng. Món đặc biệt. À, cây này còn nhiều á. À, có nhiều người ăn sầu riêng không được. Giống như anh Vĩ đấy chứ ai. Anh Vĩ ăn sầu riêng là bị sình bụng á. Công nhận cái cây vú sữa này cũng nhiều trái thiệt chứ hái hoài không hết ha. Cây còn đây, nhất đây, chỉ là anh Vĩ thôi. Dạ em tiễn bán chín cây chứ hồ cháy. Cái này thì nhỏ ha. Rồi biết mà nhớ hết rồi đó anh. Sáng giờ em gặp được cái mới này. Rồi em tặng chị cái chín cây nha chị. Cái này là muốn chứ lắm rồi. Dạ. Thank you.
quý vị, vô đây cái là nghe mùi sầu riêng là nồng nặc luôn. Nghe mùi sầu riêng từ đầu vườn đến cuối vườn. Rồi nghỉ đi. Mình ăn thử cái món này của Út làm nè, để phủ lòng người nấu này. Hả? À. Thôi có nĩa đây này nè, thôi khỏi chén được. Bánh da lợn. Bánh lá. À bánh lá hả? Dạ em làm bánh lá. À anh thấy anh tưởng đâu là gọi là da lợn. Có bánh lá ăn ngon lắm, anh thử ăn thử. Ừ. Rồi em làm được không? Rồi hay quá em. Sáng em hấp mà cái lò hấp nó mà. Ừ. Ăn thử em có nước cốt chưa? Dạ. Sao thấy sao? Thấy ngon không? Ngon. Bây giờ không ngon cũng nói ngon nữa. Không ngon cũng phải nói ngon. Ngon thiệt không anh? Chưa có ăn xong. Rồi ăn đi. Rồi mời cô chú anh chị cùng ăn bánh lá. Sáng em hấp. Rồi từ nay đến Tết thì chắc là nó cũng chín lai rai em ha. Dạ đúng rồi, thì bắt đầu nó cũng hết dần. Làm cũng mệt. Đúng rồi em, tại vì em làm vừa tiếp khách vừa làm vừa em chào anh. Dạ. Dạ khỏe không anh? Dạ. Anh tên gì anh Quân? Anh May. Dạ. 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 Giới thiệu với anh May, đây là em Minh ở ngoài Bình Thuận vô. Tên gì? Minh. Minh hả? Dạ. Còn đây là anh May, là địa phương đây là anh của cô Út, anh Kết Nghĩa. Dạ. Dạ. Anh Kết Nghĩa của cô Út. anh nghe chị dâu em nói là em có bạn ở ngoài dân mà có bánh ít thì chị ngon lắm luôn. Cái giới thiệu sản phẩm bánh ít gì bánh đó. Ít nãy anh đem tặng em. Anh Vinh đi lấy bánh ít đi. Giờ cho để mời anh May. Anh nghe chị dâu nói vậy. À vậy đó ha, có nghe rồi đó ha. Nghe, chị dâu thường xem kênh tướng Vĩ vậy đó mà. Số luôn á. Dạ. À anh May ngồi bên đây này, ngồi bên đây nó đỡ ngược sáng. Em đang ghi hình chút cho vui. Dạ, ghi hình chút cho vui vì kỳ trước á, thì là mình đi vườn dâu đó là anh May hát mấy câu giọng cổ rồi cộng đồng cũng có biết tới. Ăn bánh ít xong rồi hát câu á anh May ha. Có ai khen không hả? Chê ai cũng khen hết chứ. Bữa nay anh May hát một khúc đi. Đúng rồi, hồi nữa. Ăn cái bánh ít đi rồi tính. Rồi mời anh May em. Ở đâu nãy Bình Thuận hả? Bình Thuận. Kêu bằng anh đi. Tại vì anh có Minh. Anh có gì? Thì ở nhà làm hay là sao? Hồi đó thì mình đi đặt người ta. Đặt người ta. Đó hay là ở nhà là mình đang làm. Ở nhà thì em làm, ở nhà thì em làm cái gì? Đi cưa cao su, đi vụ cưa cao su. Rồi dùng đi anh, dùng thử đi. Đặc sản quê hương. Bánh ít Bình Thuận ngon, ngon ha. Có cả mấy hộp đậu phộng này kia nó bùi nó ngon. Hôm nay có dịp ghé đây gặp em được tướng Vĩ, hôm nay thưởng thức được món này. Đúng rồi. Người ta không có quảng cáo. Đúng đúng rồi. Có cái món này ngon. Dạ rồi. Đúng rồi. Đúng rồi. Người ta không quảng cáo mình không biết. Đó là còn bánh tráng ngoài đó nữa. Quảng ăn quảng. Dạ. Nãy giờ anh đang mạnh quên mời quảng người. Bánh tráng nướng hả? Bánh tráng nướng. Rồi mình ăn đi em. Ăn bánh da lợn đi. À quên, bánh lá quên. Mời cô chú anh chị Tuấn Vị cũng thưởng thức cái ra. Dạ
Em ơi. Em kêu rồi. Cái nguyên liệu làm bánh lá này là làm những gì Út ha? Bột mình quậy với bột mì phẩm. Cái em để chút muối, chút đường vô. Ừ. Rồi em pha đều ra. Cái em chán vô cái nồi hấp á. Ừ. Cái mình có cái cây như cái cây đu biết mà nó mỏng đó. Ừ. Cái em dở lên xong rồi mình cắt miếng ra vậy đó. Vậy là cũng nghe cái hình thức thì giống kiểu làm bánh tráng ha. Đúng rồi, giống giống vậy. Bánh cuốn ha. Dạ, giống như mình tráng bánh ngày xưa đó. Ừ. Còn cũng biết làm bánh chuối chiên nữa. Vậy hả? Mua bột về á. Ừ. Mình lấy chuối, chuối bé, chuối xứ. Chuối sứ. Chẻ làm đôi ra. Ép thuốc. Bỏ vô bột xong rồi đem mình chiên. Ừ. Chiên nó già lên. Nhưng ăn nó giòn đúng không? Giòn. Đúng rồi, ngon. Mình ăn thử trái ấu rồi mình. Biết ăn ấu không? Út Út chị Minh ăn ấu à? Minh chưa ăn ấu bao giờ á? Không có ăn được lột, vậy cái anh cắn để miệng cắn ra. Cắn cái nó chọt ra chứ đâu có lột vậy. Cắn nó trồi ra. Để em thử em. Đúng rồi. Thử em cắn, em cắn thử rồi cho anh Minh ăn thử được không? Cho mình biết. Rồi phải nay có anh Tám này kia nữa cũng vui. Anh Tám thì bận nhiều công việc quá. Chồng riêng em nay rồi em bán trái bán nhiều. Dạ, em bán nhiều, ngày nào cũng hết đông lắm. Rồi nhà ở trước em thấy đó là của còn của nhà lại là. Ở nhà em sót mấy cây ở dưới kia nó chín cây á. Hồi nãy em đi cắt lúc anh Vĩ tới đặt thì cũng có nhà. Dạ, dưới cái vườn chứ. Hình như trong nhà mới bị cái chén phải không? Cái muỗng. À rớt cái muỗng không phải bị cái chén hả? À, rồi để Tuấn Vĩ giới thiệu chút thì chúng ta sẽ vào dùng cơm ha. Là thưa cô chú, trước khi mà dùng bữa cơm thân mật với gia đình cô Út do hai chị đạo diễn nấu nướng á, thì trong lúc chờ đợi á, thì Tuấn Vĩ cũng biết là anh Mây đây là một người yêu văn nghệ. Nên là sau đây thì... anh Mây nếu không có gì trở ngại thì gửi tới cộng đồng cũng như là gửi tới cho anh chị một ca khúc nào đó mang tính đồng quê cho vui. Vì chúng ta cũng biết để mà hát hay thì nó phải cần đờn, cần sáo, rồi cần âm thanh này kia. Nhưng mà đây mang tính là văn nghệ cho vui. Nên là sau đây mời anh Mây có đôi lời giới thiệu và gửi tới cho cô chú anh chị chúng ta một bài hát ha. Yeah. Nói chung là anh cũng lâu gặp Tuấn Vĩ. Thì những ngày mình đi gặp nhau ở dưới vườn dâu của anh Chín Điều ở ba xã Mỹ Trung. Hôm nay anh Thạnh cũng gặp tay em ở chỗ vườn nhà của cô Út Tiền Giang. Ở đây rất là mát mẻ, phong cảnh hữu tình ha. Thì có dịp gặp Tuấn Vĩ em cũng rất là vui. Thì yêu cầu ra thì anh còn hát một bài hát để tặng cho cộng đồng mạng. Dạ. Dạ ha. Dạ. Hai em. Bữa nay anh hát cái bài Hình Anh Bán Chiếu. Dạ. Yeah. Diễn Châu ha. Vỗ tay. Bắt tông kìa. Yeah. Chiếu Cà Mau nhuộm màu tươi thắm, công tôi cực lắm mưa nắng dài dầu. Chiếu này tôi chẳng bán đâu, tìm cô không gặp. Tìm cô không gặp, tôi gối đầu mỗi đêm. Gì tâm trạng dữ vậy không? Đang nghe. Ghe chiếu Cà Mau đã cắm sào trên bờ kinh ngã bãi, sao cô gái năm xưa chẳng thấy ra chào. Cống giường nhà cô đã phá kinh từ hôm nào,
tôi dắt đôi chiếu bông từ dưới ghe lên sâm rầy. Chiếc áo nhuộm bùng đã lâm tâm giọt mồ hôi. Nhà của cô sao trước dân tanh gió lành chiều đông. Bỗng có ai giáo lên tiếng nguyệt cầm như gieo vào lòng tôi một nỗi buồn thê thảm. Nửa em nửa anh đang phê đang phê. Cô đã đặt đôi chiêu bông bề dài hai thước, có lẽ để điểm tô ở chốn loan phòng. Nhưng hôm nay cô đã quên tôi để cất bước theo chồng. Cô ơi, đôi chiêu này tự tay tôi dệt lấy. Tôi đã lựa từng cọng lát sợi gai. Nhưng khi tôi đến nơi thì cô đã rời bỏ gia đình mà sang qua xứ khác. Tôi đứng trước cổng vườn xưa với nỗi buồn man mác. Còn đôi chiếu này tôi biết tặng cho ai. Hay dạ dạ phải công nhận ha. Dạ yeah, dạ cái giọng anh May rất là trong trẻo luôn. Dạ yeah. Nếu anh May có nhã hứng thì có thể làm thêm. Trời ơi, nhớ năm ngoái khi ghe vừa tới dặm sông ngã bãi, cô đã tươi cười mời tôi đến tận nhà cô. Cô đưa tôi vào chung phòng riêng để nó đi chiếc giường gõ đỏ và cô đặt làm đôi chiếu. Cô hỏi qua giá cả, tôi trả lời rằng lấy giá rẻ làm quen. Năm hôm sau, khi tôi cất bước ra đi, cô còn dặn dò kỹ lưỡng. Sau khi tôi đã quay gót, chiếc áo bông hường đã phất dần dạng sau mấy lùm che. Cô có biết đâu tôi đã lấy non lá che ngang để dấu kinh đôi dòng nước mắt. Vì tôi không muốn bàn quan thiên hạ, họ cười chê tôi là một người kẻ si tình. Hai. Cảm ơn anh May nhiều. Rồi để đáp lại thì Minh tặng cho cô Út cũng như là tặng cho cô chú anh chị chúng ta một bài ha, một đoạn cũng được. Đó cô Út cũng hát vậy đó. Rồi cô Út cài cái micro cho Minh cái ha. Rồi, hay quá. Rồi Minh tính hát bài gì đây? Bây giờ con gửi gửi gì? Con tặng cho Út bài hát. À, bài gì? Trả lại em yêu chiếc khăn này nào. Ồ, trả lại em yêu hả? Chưa có mượn mà trả gì? Chưa có có. À, chưa có khăn mà chưa gì trả hết trơn rồi. Ô, là trả, cái này là bài hát. À, chỉ là bài hát thôi chứ chưa trả. Rồi, ok. Rồi. Là mình hát lên. Rồi. Rồi. Rồi trả đi. Gì trả? Rồi trả đi. Trả lại em yêu chiếc khăn ngày nào. Ngày còn bên nhau mấy anh chàng đây. Xả lại em yêu những năm học trò. Những đêm hẹn hò ngày ta có nhau. Dành hờn chi em nét đi đường buồn. Dành hờn cho nhau nỗi đau ngập lòng. Quãng xa thật rồi người ơi biết chăng. Nữa chứ. Trả. Rồi cảm ơn sự cố gắng của em. Vui là chính ha. Rồi mời cả nhà mình ăn bánh ít đi. Bánh đẹp quá, đẹp còn xoắn lại nữa.
Rồi, cảm ơn sự thể hiện văn nghệ của anh Mây, rồi cô Út, rồi của em Minh. Rồi bà quên nữa, bà xã hát bài ha. Bà xã hát bài chơi. Wow, nếu mà em không mời, nếu mà em không mời bà xã em là anh sẽ mời bà xã. À vậy hả? Anh quay giờ. À dạ dạ. Rồi. Rồi cài cho bà xã ha. Hoàng thôi, tới anh mời Hoàng hát một bài. Hồi nãy anh muốn chở chị Chắc là bài cái gì con tôi đâu rồi đó, hát tặng Minh đi. Con tôi đâu rồi. Tùy em cái gì cũng được. Cơm trong nhà cũng chưa có chín đâu, hát bài này rồi mới chín. Hát xong bài này cơm mới chín. Hát bài đi thức thâu đêm ha. Đêm thức thâu đêm, mẹ mai chiếc áo cho con, áo nào sợn dai, lời ru theo tháng năm dài, từng lời miệt mài. Quên vậy, xin lỗi. Từng lời gì ba? Từng lời ngọt ngào chứ. Từng lời ngọt ngào, từng lời miệt mài. Không sao. Lộn lộn làm lại. Quên. Làm lại ha. Đêm thức thâu đêm, mẹ mai chiếc áo cho con, áo nào sợn dai, lời ru theo tháng năm dài, từng lời ngọt ngào à ơi, bên mái tranh đầy yêu thương, chim chím môi cười, mẹ vui biết mấy con ơi. Cánh tím rào dền, mẹ tôi nuôi lớn khôn tôi, bé đọt mộng tơi, lụa sao mắm muối dưa cà. Chiều chiều trên đồng đua vui, bên nhánh sông bìm bị tiêu, ngày thơ ấu đó, bây giờ đã xa đời tôi. Và từng ngày mẹ mong, lớn khôn đâu rồi mà sao không nhớ quê hương. Buồn rồi buồn làm sao, thèm nghe tiếng khóc ban sơ, mai nó về áo còn sờn dai. Có ai quay về mẹ thâu chiếc áo năm xưa, có ai quay về cho mẹ thấy mặt người con. Kia bầu trời xa xăm, nhắn con tôi dùm, về đây bên mái tranh xiêu, một mình mẹ quạnh hiu, giờ đây mái tóc như mây, canh ca đầy nỗi lòng nào dơi. Có con chim chiều chiều lặng yên không hót trên cây, nó đau trong lòng, hai buồn nói buồn mẹ tôi. Thưa quý vị thân mến, đây là bữa cơm thân mật của cô Út và gia đình đã chuẩn bị. Nên Út giới thiệu cho anh những cái món này coi, coi có những món gì để giới thiệu cho cô chú anh chị coi hôm nay đãi món gì nè. Dạ. Em canh chua, cá kho tộ, rau luộc, rau sống, bún, hai món chay. Có chay có mặn hết ha. Dạ. Canh chua này là canh chua cá điêu hồng. Đây là cá rô kho tộ. Kho tộ, kho tộ cá rô chấm với xoài sống. Đúng rồi. Rau luộc. Rau muống luộc. Dạ. Thưa quý vị, là Tuấn Vị cũng có duyên nên là đã được đến gia đình cô Út nhiều lần. Thì đây là chị Sáu là người đầu bếp thường khó nhọc trong những cái việc này nè, là nấu thường nấu cho những vị khách đến tham quan du lịch cũng như là vị khách của cô Út. Còn đây là chị ái mộ cô Út, hôm nay cũng tới phụ nấu. Cảm ơn chị. Rồi vậy bây giờ chúng ta sẽ dùng bữa cơm thân mật với gia đình ha. Rồi Tuấn Vị xin tạm thời cúp máy để cả gia đình được dùng bữa cơm nó thoải mái hơn. Mời em Minh nha. Nay Minh là gọi là khách quý đó.
Rồi, vậy sau khi ăn cơm xong thì Tuấn Vĩ sẽ cùng trò chuyện với quý vị nữa nha. Mời cô chú anh chị. Nãy em nghe câu chuyện của anh á, em cảm động ghê luôn á. Tại vì em đâu có biết câu chuyện của anh là vậy đâu. Mà em nghe cô chú anh chị nói mà em đâu có biết đến như vậy đâu. Hồi nãy thì em muốn khóc rồi đó. Cái hồi nhỏ anh đi mà lúc đó anh mấy tuổi? Cũng 11 tuổi. 1 tuổi rồi hả? Lúc đó anh học lớp mấy? Cũng lớp 2 á. Dạ. Rồi tự nhiên rồi anh đi đâu mà để lạc? Thì mình đi xuống chợ đó thì mình thấy thích vậy leo lên xe. Nói chung là chắc anh gắn mắt anh giỡn thôi đúng không? Cũng ấy rồi cũng... thì cũng giỡn cũng có rồi. Rồi vậy cái là anh đi đâu nữa? Xong rồi người ta chở vô tới trong bến xe miền Đông luôn. Trời ơi. Xa lắm hả? Xa. Dạ. Rồi lúc đó sao anh không kêu xe chở anh đi về? Thì có biết đâu mà kêu người ta chở về lại. Vậy hả? Rồi vậy lúc đó anh đi đâu? Thì người ta mới vừa xuống tới xuống xe là công an đã hỏi rồi. Tại vì lúc đó anh có khóc không? Không. Vậy hả? Không có khóc, không có gì á. Dạ. Rồi công an hỏi anh nói sao? Hỏi để người ta đi công an nó đưa về á. Dạ. Rồi kêu không biết. Thì lúc đó anh nhớ tên ba mẹ anh chị em gì không? Chỉ có nhớ là ba mẹ. Rồi nhớ cái đứa em mà ké anh á. Dạ. Đó. Rồi sao nữa? Từ đó rồi sao nữa? Từ đó là cái... Sao mà tới hai mấy năm mới gặp được gia đình?